Hello các em. Hello. Hello các em, xin chào các em quay lại buổi học cùng với anh Sơn. Buổi học hôm nay của mình cũng là buổi học cuối cùng của năm và buổi học cuối cùng của tuần số 15 đúng không? Chúng mình còn với nhau khoảng 5 tuần nữa là kết thúc khóa từ vựng và chuyển sang giai đoạn cuối cùng, và giai đoạn tổng ôn và giải đề. Hy vọng là chúng ta sẽ ôn tập thật tốt cái lượng từ vựng đọc hiểu mà anh Sơn cho các em trong khóa học, và để mình có một cái nền tảng thật vững chắc mình bước sang giai đoạn giải đề nhé bạn, chinh phục những nấc thang cao hơn trong ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như các kỳ thi khác. Không dài dòng nữa, sẽ bắt đầu chủ đề luôn để mình nghỉ sớm, các em còn đi chơi hoặc đi đón giao thừa đúng không mấy đứa? Rồi bạn nhìn trên Sơn bài đọc đầu tiên. Bài đọc này là bài đọc anh Sơn trích ra từ đề thi chính thức của Bộ Dục vào năm 2008, mã đề 401 nhé bạn, 2018. Và đề 2018 được đánh giá là một đề khó đúng không? Bây giờ mình xem có đề này có thật sự khó hay không. Bạn nhìn trên Sơn, A letter of application chính là một cái lá đơn xin việc mấy em ơi. Cái lá đơn xin việc chính là một cái lá đơn bán hàng mà ở đó bản thân chúng ta chính là người bán hàng và cũng như là sản phẩm. Vì cái mục đích là xin việc đó, cho nên là cái lá đơn xin việc nó phải thu hút được cái sự tập trung của nhà tuyển dụng cũng như là thuyết phục nhà tuyển dụng cho chúng ta, cấp cho chúng ta đi đến cái buổi phỏng vấn. Để làm được điều này thì một cái lá thư nó phải present, tức là nó phải trình bày ra được cái mà chúng ta có thể mang lại cho nhà tuyển dụng thay vì cái mà chúng ta mong muốn có từ công việc này. Và bạn thấy không, mà một bài đọc cực kỳ cơ bản đúng không? Học với Sơn tầm này để 2018 này cũng bình thường đúng không em? Rồi bây giờ mình xem câu số 1 nè. Bài đọc này chủ yếu thảo luận về vấn đề gì? Câu 1 là lời khuyên về cách tìm một công việc tốt. À, một công việc tốt là keyword của mình đúng không bạn? Mình sang đoạn văn đầu tiên. Ở đoạn văn đầu tiên người ta nói là gì? Đơn xin việc chính là cái lá đơn mà đó là mình là người bán hàng cũng như là sản phẩm. Và cái đơn xin việc là phải thu hút được cái sự chú ý của nhà tuyển dụng để thuyết phục họ cho mình đi phỏng vấn. Đúng không ạ? Và để làm được cái điều này thì lá đơn xin việc phải trình bày được là cái mình mang lại cho nhà tuyển dụng là cái gì, chứ không phải là mình mong muốn gì từ cái công việc đó. Vì rõ ràng gì, trong cái đoạn văn đầu tiên này nó chỉ nhắc đến đơn xin việc và những cái chúng ta cần làm để mang lại cái giá trị cho nhà tuyển dụng, chứ không hề nói về một công việc tốt. Với câu này sai về thông tin không được đề cập bên trong bài đúng không ạ? Những điều cần tránh trong suốt cái cuộc phỏng vấn đó bạn, thì câu hỏi cuộc phỏng vấn đúng không ạ? Đoạn văn đầu tiên nói về là a letter of application, tức là lá đơn xin việc trên câu B cũng không hợp lý đúng không ạ? Những cái tips để viết một cái lá đơn xin việc hiệu quả sẽ câu C đúng không bạn? Sự khác biệt giữa một cái CV và một cái lá đơn xin việc thì không hề nói đúng không? Mấy bạn nhìn cái Sơn nè. Tại sao anh Sơn chọn là câu 1C các bạn nhìn nha. Để làm được điều này thì lá đơn xin việc cần phải trình bày được cái mà mình mang lại cho nhà tuyển dụng là cái gì, đúng không ạ? Vì cái câu này á, cho nên anh Sơn dự đoán là những cái đoạn sau rồi đó bạn, nó chắc chắn sẽ chỉ cho mình, nó sẽ đưa ra mình những cái tips để mình viết một cái lá đơn xin việc hiệu quả. Thì chắc chắn đoạn văn này chủ yếu thảo luận về vấn đề là những cái tips để viết một lá đơn xin việc hiệu quả. Các bạn nhớ cho anh Sơn chưa? 1C đúng, được không? Rồi giao dịch tiếp đoạn 2 nha. Giống như một cái CV thì lá đơn xin việc chính là một cái sample of your work, chính là một cái mẫu, chính là một cái gọi là một cái tờ mẫu của công việc của bạn, và cũng chính là cái cơ hội để mày sao, để mày mô tả cái kỹ năng và tính cách của mày. Đó. Nếu như nó được viết về nó là ai các bạn, nó chính là lá đơn xin việc đúng không ạ? Mình làm được con này luôn, nó chính là lá đơn xin việc. It chính là câu A, the letter of application, đúng không ạ? Rồi sang sơ câu tiếp theo. Nếu như lá đơn xin việc được viết với cái sự gọi là hiểu biết nè và cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng nè thì nó rất là hiệu quả. Trong khi CV á,
thì nó có những cái thông tin thực tế, nó có mục tiêu và nó phải ngắn gọn. Thì lá đơn xin việc chính là cái cơ hội để mình sao trình bày bản thân mình, cũng như là mở rộng thêm những cái thông tin đó. Nó thì nên chỉ một cách rõ ràng là cái nền tảng kiến thức của mình đó, liên quan đến công việc đó là như thế nào. Và nó thì nên tập trung vào gì? Tập trung vào những cái đặc tính liên quan nhất hoặc là mạnh mẽ nhất. Đó, cái lá đơn xin việc thì cũng phải sao trình bày được rằng là sao mình biết về bản thân mình hiểu rõ bản thân mình và cũng như hiểu rõ công ty của mình. Ở bên Sơn tới từ explicit, cứ là rõ ràng. Vì rõ ràng Sơn chọn Sơn là câu A với từ clearly là rõ ràng, đúng không ạ? Shortly là ngắn, slightly không đúng và quickly không đúng. Được chưa? Tiếp tục. Lá đơn xin việc thì phải truyền tải được cái tham vọng và cái nhiệt huyết của bạn, nhưng nó phải trung thực, modest, trung thực, đúng không ạ? Nó thì không nên viết một cách hung hăng hùng hổ, mà nó cũng không nên viết theo một kiểu là complain, tức là phàn nàn, đúng không ạ? Và sao mình cũng đừng khen ngợi bản thân mình quá nhiều, hay cũng đừng có đòi hỏi cái sự đồng cảm trong lá đơn xin việc. Đó, nó thì cũng đừng bao giờ bộc lộ ra cái sự không hài lòng với cái nhà tuyển dụng hoặc cái công việc trước đó hoặc hiện tại. Và mình nên tránh thảo luận về cái vấn đề là vì sao mà mình cái lý do vì sao mình đã bỏ cái công việc trước đó của mình. Rồi đó là cuối cùng. Vậy thì cuối cùng nhìn chung lại thì cách tốt nhất là chúng ta đừng có nên sao, đừng có nên gọi là mention, đề cập, đừng có nên gọi là đề cập về cái vấn đề là lương. Thực sự như vậy, nếu như mà trong cái biểu, nếu như trong cái tờ tuyển dụng á, mà nó yêu cầu là mình nên đề cập về những cái mong muốn về lương của mình á, thì tốt nhất á là mình nên gọi cái điều đó gọi là negotiable, tức là có thể đàm phán được. Tuy nhiên, thực tế khi chúng ta đến một cuộc phỏng vấn thì chúng ta nên chuẩn bị để đề cập về cái mức lương các bạn, a salary range, tức là cái giải lương, ví dụ lương dao động từ 5 đến từ 6 đến 10 triệu là gọi là cái range các bạn, cái 4 triệu là cái range ha. Lương dao động từ 6 đến 10 triệu là cái range các bạn, tức là gì? Mình không nên đề cập nên lương, mà mình gọi là hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để mình đề cập vào salary range. Nhớ nha, vì cái lý do này cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu cái lĩnh vực của chúng ta đó và tìm hiểu vào công ty. Nếu như mà mày không muốn yêu cầu nhiều hơn cái mà mày được xứng đáng đó, nè, mày không muốn yêu cầu ít hơn cái mà mày xứng đáng hoặc là nhiều hơn cái điều hợp lý đó. Vậy anh Sơn dịch sau bạn bài này rồi, bây giờ mình cùng nhau làm cái câu hỏi còn lại nha. Anh Sơn xem câu số 2. Theo đoạn văn này, một lá đơn xin việc thì ứng cử viên phải cố gắng làm cái gì? Câu A là cố gắng thuyết phục nhà tuyển dụng cho họ đi phỏng vấn. Câu B là gì? Câu B là có thêm thông tin về công ty. Câu C là quảng cáo một cái sản phẩm để thu hút nhiều khách hàng hơn. Và câu D là trình bày được cái mà mình muốn từ công việc. Với bạn nhìn cho thông tin ở đoạn văn 1 với bạn là cái gì? Vì cái mục đích này cho nên lá đơn xin việc đó thì nó phải sao? Nó phải thu hút được cái sự chú ý của nhà tuyển dụng và thuyết phục được nhà tuyển dụng cho mình đi phỏng vấn, đúng không ạ? Vì lý do này cho nên Sơn chọn được câu này là câu A, là thuyết phục nhà tuyển dụng cho mình đi phỏng vấn. Em sẽ sang câu số 5 là gì? Theo như đoạn văn này, câu nào sau đây là đúng về cái lá đơn xin việc? Các bạn nhìn trên Sơn. Câu A là gì? Lá đơn xin việc thì nên express, nên bộc lộ cái sự không hài lòng của ứng cử viên với cái nhà tuyển dụng trước đó, đúng không? Không đúng các bạn, người ta nói rồi đúng không ạ? Người ta bảo là gì? Người ta bảo là never, it should never. Nó đừng bao giờ bài bộc lộ cái sự không hài lòng về cái công việc hoặc là nhà tuyển dụng hiện tại hoặc trước đây. Vậy là không nên chứ không phải là nên nhé các bạn. Câu A sai, đúng không? Nó thì ám chỉ, nó thì nên gọi là đưa ra cái lý do của ứng cử viên vì sao rời công việc. Câu này cũng sai luôn, đúng không? Mã bạn nhìn trên sơ đây. Và mình cũng nên tránh thảo luận về cái lý do vì sao các bạn mình rời công việc trước đó, đúng không? Mình nghỉ công việc trước đó. Tiếp tục nha. Nó thì nên được viết một cách ngắn gọn, ở một cái gọi là một cái phong cách viết là formal, trịnh trọng, đúng không các bạn? Không đúng nhớ bạn. Mà sao? Cái gì được viết ngắn gọn mấy đứa? CV mới được viết ngắn gọn nhớ bạn. Nhìn là resume, CV. CV thì phải sao? Phải ngắn gọn, có mục tiêu và phải thực, có những thông tin thực tế, ngắn gọn, có mục tiêu. Còn cái đơn tuyển dụng á, cái đơn xin việc đó,
chính là gì? Chính là cái cơ hội để mình interpret, trình bày và sao khai thác những cái thông tin đến từ CV đó ha. Với bạn nhìn trên sơ thì câu C cũng sai luôn đúng không ạ? Mà nó lên sao nó expand upon, tức là nó lên khai thác những cái thông tin mà có ở trong cái CV. Vậy là câu này đúng các bạn. Đó, cái từ này chúng đã bảo từ ám chỉ là từ gì các bạn? Nó bảo từ introduce, tức là mình giới thiệu, mình đưa ra mà đề cập đến, được không ạ? Và sang câu số 4, câu 7 là gì nhỉ? Theo như đoạn văn số 4, trong buổi phỏng vấn thì ứng cử viên nên sẵn sàng cho điều gì? Các bạn nhìn trên sân nè. Trong buổi phỏng vấn thì ứng cử viên sao các bạn? Đây, khi đến buổi phỏng vấn thì mình nên chuẩn bị để mention về cái giải lương các bạn. Salary range, mức lương nha, mức lương. Vậy sao mình nên mention về cái mức lương mà mình mong đợi? Vậy là câu C hợp lý luôn. Với sơ cũng em sửa xong bài tập số 1 rồi, bây giờ mình cùng chuyển ngang sang bài số 2 nhé các bạn. Cũng là bài không quá khó, rất dễ. Nói chung bài đọc tuần này của mình thì rất cơ bản, với chúng mình học 15 tuần đúng không? Bài tuần này thì khá là dễ. Tiêu đề là Productivity, hiệu, cái năng suất dẫn đến thành công. Hack for là dẫn đến các bạn. Để sang dịch cả bài cho bạn nghe nha. Dù cho mày là ai, dù cho mày đến từ nơi nào, thì chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày để hoàn thành mọi thứ. Một vài người dường như thì tận dụng tốt cái khoảng thời gian của họ, sử dụng nó để đạt được mục tiêu và giấc mơ của họ. Những người khác thì cảm thấy rằng cuộc sống đang trôi qua một cách vô nghĩa và họ đang không làm được bất cứ điều gì. Nếu như mày ở trong cái nhóm thứ hai đó thì không quá trễ cho mày thay đổi mọi thứ đâu. Hãy thực hiện một vài những cái simple hack, một vài những cái mẹo đơn giản dưới đây. Mày có thể bắt đầu có kết quả tốt hơn nhanh chóng đó, đúng không mày? Vậy bài tập này nó bảo gì bạn? Bài tập này nó bảo là sao? Mình hãy thực hiện những cái simple hack để mình sao mình có kết quả nhanh chóng hơn. Rồi sang dịch tiếp đoạn số 2 nha. Nếu như mà mày muốn trở nên hiệu quả hơn thì mày nên học cái cách đó, mày nên học về cái nguyên tắc này, được gọi là nguyên tắc 80-20 các bạn. Cái nguyên tắc này thì chỉ ra rằng là hầu hết mọi công việc thì 80% kết quả mà chúng ta nhận được á, thì chính là từ 20% cái công việc mà chúng ta làm. Ví dụ 80% doanh số của công ty thường sẽ đến từ 20% khách hàng. Vì thế cái mẹo mà chúng ta nên tập trung ở đây chính là gì? Tập trung vào 20% cái hành động mà thực sự cải thiện cái kết quả của chúng ta, đúng không ạ? Đoạn văn thứ 3 nha. In some cases, trong một vài trường hợp thì chúng ta có thể bận rộn từ sáng đến đêm, đúng không ạ? Nhưng mà sao? Nhưng mà chúng ta vẫn chẳng hoàn thành được nhiều thứ. Get nothing done, không hoàn thành được thứ gì. Ở trong tình huống này thì cái vấn đề á thì nó nằm ở việc là cái mục tiêu của chúng ta, cái mục tiêu rõ ràng chúng ta thì vẫn chưa được đặt ra. Để gì? Để hạn chế cái điều này, để khắc phục điều này. Và cái điều này chính là gì các bạn? Cái điều mà chính là cái việc chúng ta chưa đưa ra được cái mục tiêu, đúng không ạ? Vậy từ this ở đây ám chỉ cho mình là set no aims, tức là chưa đưa ra được mục tiêu, thiếu thời gian không đúng, thất bại trong kinh doanh không đúng và mục tiêu rõ ràng không đúng, đúng không ạ? Từ this tức là chúng ta chưa đưa ra được mục tiêu rõ ràng. Các bạn nhìn trên sơn nè. Trong tình huống này, cái vấn đề có thể là một cái mục tiêu rõ ràng chúng ta vẫn chưa được đưa ra. Để gì? Để khắc phục được điều này thì hãy dành một phần thời gian để chúng ta list ra những thứ mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống. Sau đó lựa chọn top 3 hoặc top 4, những cái điều mà chúng ta muốn tập trung cho năm tiếp theo. Hãy nhìn vào cái mục tiêu đó mỗi đêm trước khi đi ngủ và hãy hỏi bản thân mình cái hành động tiếp theo chúng ta cần phải làm để đạt được cái mục tiêu đó mỗi ngày là điều gì, là cái gì. Sau đó hãy tự hứa bản thân mình rằng là chúng ta hoàn thành được những cái công việc này dù chúng ta bận cách mấy đi chăng nữa. Nếu có thể, hãy cố gắng hoàn thành cái công việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Vì thế chúng ta sẽ đảm bảo được cái sự thành công. Thì đây, hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, chúng mình hãy làm gì với bạn? Hãy list ra những cái mong muốn mà chúng mình muốn được ở trong năm tiếp theo, đúng không? Mỗi ngày nhìn lấy nó, mặc niệm là tôi phải đạt được điều đó. Và năm sau, ngày này năm sau, chúng mình hãy coi chúng mình đạt được bao nhiêu điều ở trong cái list là 3 điều hoặc 4 điều quan trọng nhất trong năm tiếp theo, đúng không ạ? Vì cái lý do nữa bạn, hồi đó Sơn rất dở tiếng Anh và rất ngu tiếng Anh đó bạn. Nhưng mà anh Sơn đi học thêm về là 9 giờ rưỡi, anh Sơn ăn uống xong là 10 giờ rồi. Nhưng anh Sơn vẫn bước vào bàn học, anh Sơn học nửa tiếng 45 phút cho việc luyện nghe tiếng Anh đó em. Đó, vì cái sự mà sao, dù mình bận cách mấy mình vẫn phải học đó bạn. Cho dù rất bận anh Sơn cũng phải học tiếng Anh 20 phút một ngày. Rất bận vẫn phải học. Và vì cái lý do đó thì hôm nay anh Sơn mới ngồi ra để giảng dạy tiếng Anh cho em.
Đó ha, chứ là gì, mọi thứ chúng ta đạt được vào ngày hôm nay chính là cái sự cố gắng trong quá khứ của chúng ta. Và chúng ta cũng đừng so sánh bản thân mình với người khác, mà hãy so sánh bản thân mình của ngày hôm nay và bản thân mình của ngày hôm qua. Nếu như hôm nay mình học được nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua, vậy mình đã khác bản thân mình của ngày hôm qua rồi. Hãy so sánh bản thân mình với chính mình của ngày hôm qua, đừng so sánh bản thân mình với những người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta là một cá thể duy nhất trên cuộc đời này, và mỗi người trong chúng ta thì đều có những cái mục tiêu, đều có những cái sứ mệnh riêng trong cuộc đời này cần đạt được. Không ai giống ai cả, cho nên mình hãy là chính mình. Be yourself. Đó, cuối cùng nha các bạn, một cái sai lầm phổ biến liên quan đến cái tính hiệu quả mà sao mà không được, đó chính là gì? Đó chính là chúng ta không cân nhắc về cái mức độ năng lượng của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng làm việc quần quật, mình học cái item mà đúng không? Work around the clock là làm việc quần quật, thì chúng ta cuối cùng sẽ mệt mỏi và phải từ bỏ mà thôi. Tất cả mọi người đều cần thời gian ngủ, thời gian ăn uống, thời gian tạo các mối quan hệ với bạn bè và sao và thời gian thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cho nên đó, hãy đảm bảo rằng là mình đừng có kiệt sức, đúng không ạ? Hãy chắc chắn rằng là mình lên lịch cho cái khoảng thời gian nghỉ trưa, nghỉ ngơi của mình nè, cho những cái hoạt động vui chơi của mình nè, vào trong lịch trình hàng ngày của mình. Và cuối cùng, dù cho mục tiêu của mình có khó khăn cách mấy đi chăng nữa, thì hãy nhớ rằng người xưa có câu: một con đường ngàn dặm thường sẽ bắt đầu với một bước đi đầu tiên các bạn. Thành công to lớn trong tương lai á, nó bắt đầu á, từ những việc nhỏ nhất hàng ngày chúng ta làm nhé. Nè, một hành trình ngàn dặm, a journey of a thousands nhé, một hành trình ngàn dặm thì bắt đầu với chỉ một bước đi đầu tiên thôi. Nếu bước đi đầu tiên chúng ta không bước được thì chúng ta sẽ không có một cái hành trình ngàn dặm để kể lại cho những người thân, những đứa con của chúng ta trong tương lai, được không? Rồi, vậy thì mục tiêu chính, mục đích chính của bài tập này là cái gì? Cung cấp cho chúng ta những cái tip để cải thiện cuộc sống, đúng không? Không hề cải thiện cuộc sống, đúng không ạ? Đưa chúng ta những cái tip để có tính hiệu quả hơn trong công việc, coi đúng rồi. Vì sao? Vì cái tiêu đề của mình các bạn, tiêu đề của mình chính là productivity, tính hiệu quả dẫn đến thành công, và chắc chắn là phải là mang lại hiệu quả nha các bạn. Mình thấy cái câu C nè, câu C là đưa ra những cái hack để gì? Đưa ra những cái hack để đạt được thành công thì chúng ta không phải thành công các bạn. Tính hiệu quả nha, và cung cấp những cái tip để cải thiện kiến thức, không đúng luôn, mình đã đúng là câu B, được không ạ? Câu nào sau đây là đúng? Đúng nha, tất cả mọi người đều quản lý thời gian như nhau. Câu B là gì? Không ai đạt được tất cả mục tiêu của mình. Chúng ta đều có cùng khoảng thời gian trong một ngày, và không ai thì dành thời gian rỗi, không ai thì gọi là tiêu xài thời gian vào những ngày hôm nay. Đó, về bạn nhìn cho anh Sơn nha, ở đoạn văn đầu tiên đó, thì mình có cái gì? Ở đoạn văn đầu tiên thì mình có đó là chúng ta chỉ có 24 ngày, 1 giờ để hoàn thành những công việc của chúng ta mong muốn mà thôi. Vậy thì các bạn, câu đúng mình phải là tất cả mọi người trong chúng ta đều có khoảng thời gian là như nhau. Và bạn bánh bao sữa bảo là em thích nghe anh Sơn nói những chuyện ghê á, kiểu nó tích cực. Bao giờ anh Sơn làm talk show đi ạ, tư vấn đi ạ. Anh Sơn đang kế hoạch làm talk show nha. Thì anh Sơn sẽ cố gắng nè. Bởi vì sao anh Sơn luôn nói những điều tích cực các bạn? Bởi vì trong quá khứ anh Sơn đã từng tiêu cực, và anh Sơn biết được sự tiêu cực nó kinh khủng lắm luôn. Và năng lượng của sự tiêu cực các bạn nó rất là đáng sợ. Người đó chưa cần kể cho mình những điều tiêu cực, chỉ cần mình ở gần một người luôn toát ra sự tiêu cực thì cái ngày đó của mình cũng đã ảm đạm và buồn bã rồi. Chứ anh Sơn rất sợ những điều tiêu cực đến với anh Sơn. Đó, nên anh luôn giữ cho bản thân mình là những điều tích cực nhất. Bởi vì mình khi mình tích cực mình mới có năng lượng. Khi mình rơi vào tình cảnh khốn cùng nhất của cuộc sống thì hy vọng, niềm tin chính là hai cái vực dậy con người chúng ta các bạn. Bây giờ chúng ta vẫn trong tình trạng là sướng lắm. Anh Sơn cũng khá là sướng các bạn. Và anh Sơn tin các em cũng rất là sướng. Là chúng ta chưa rơi vào tình trạng khốn cùng của cuộc sống, một tình trạng vô cùng bế tắc ha, hoặc là nghe những cái tin thông tin rất là hung dữ, thông tin rất là xấu, rất là tệ, đúng không? Nhưng mà trong những giai đoạn khốn cùng đó thì cái gì? Niềm tin, sự hy vọng, ý chí chính là những điều quyết định là chúng ta có thực sự sống, có thực sự vực dậy được hay không. Người ta nói là không sợ thất bại, chỉ sợ là ngã rồi nhưng không đứng dậy được thôi. Đó, các bạn nghe câu đó chưa?
không sợ thất bại, nhưng mà chỉ sợ là mình ngã rồi, mình chìm đắm ở trong cái sự thất bại đó của mình, và mình không vực dậy, mình không đứng dậy được thôi. Đó là điều vô cùng đáng sợ. Câu số 3, để đạt được mục tiêu của chúng ta nên làm gì các bạn? À, bài này nó bảo các bạn. Đây, nó bảo nha. Đây nè ha. Nè, để đạt được mục tiêu nha, thì chúng ta nên dành thời gian để liệt kê ra những cái điều mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống. Lựa chọn top 3 hoặc top 4 những cái mà chúng ta muốn tập trung vào trong năm tiếp theo. Nhìn vào cái mục tiêu chúng ta mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mấy bạn biết vì sao phải nhìn vào mục tiêu mỗi đêm không? Bạn nào mà có bạn nào mà có tìm hiểu về luật hấp dẫn á mấy em. Đó, tìm hiểu về luật hấp dẫn á, thì bạn biết là gì? Luật hấp dẫn sẽ quyết định được 70-80% thành công của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ có hành động, mà có hành động thì sẽ có kết quả nhớ bạn. Luật hấp dẫn, khi mình tin rằng mình luôn hạnh phúc thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Khi mình tin rằng mình sẽ luôn gặp được một người tốt trong cuộc sống này thì mình chắc chắn sẽ gặp được một người tốt trong cuộc sống này. Và khi mình tin rằng mình sẽ làm được, thực hiện được những ước mơ của mình thì chắc chắn mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình, với cái điều kiện là một niềm tin của mình đủ lớn để mình tạo ra hành động. Chứ không phải là hôm nay mình nói là em muốn có 10 tỷ nhưng mà ngày mai thì em vẫn nằm em chơi, em lướt Facebook, em không học gì cả, em không trau dồi bản thân, thì 10 tỷ đó của em nó chỉ nằm ở lời nói đầu môi mà thôi nhé. Mình phải có một cái niềm tin rất là vững chắc các bạn. Chứ nữa là hãy nhìn vào mục tiêu trước khi mỗi, trước một tối đi ngủ. Cái này nó bạn, nó chính là lấy ra từ cái luật hấp dẫn. Bạn nào nên tìm hiểu luật hấp dẫn nhé bạn. Luật hấp dẫn rất là hay đó mấy đứa. Rồi, vậy thì làm sao đạt thành công? Đặt ra nhiều mục tiêu nhất có thể. Không đúng, đúng không ạ? Ăn nhiều thứ để có đủ năng lượng là không đúng, đúng không ạ? Đặt ra mục tiêu trước khi đi ngủ để ghi nhớ vào hôm sau, đúng không? Không đúng không ạ? Mà là sao mấy đứa? Hãy lựa chọn những điều quan trọng nhất mỗi ngày, ưu tiên nó, đạt nó trong vòng một ngày. Là câu D của mình. Được không? Đó. Đây nữa các bạn. Hứa với bản thân mình rằng, hãy tự hứa với mình rằng là mình sẽ hoàn thành được những công việc này dù mình bận cái máy chăng nữa. Nếu có thể cố gắng hoàn thành nó vào trong buổi sáng của ngày hôm đó thôi. Bởi vì buổi sáng chính là buổi chúng ta dồi dào năng lượng nhất. Những công việc quan trọng nên ưu tiên làm vào buổi sáng. Câu 5. Câu nào dưới đây thì tác giả ủng hộ nhất với các bạn? Tác giả ủng hộ nhất câu nào? Câu A là gì nhỉ? Mục tiêu hợp lý. Kỹ năng quản lý thời gian tốt giúp chúng ta đạt được cái sự thành công. Câu B là gì? Chúng ta cố gắng làm việc quần quật, dành thời gian liệt kê những thứ chúng ta muốn đạt thành công, làm việc quần quật là sai nhé bạn. Chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi với bạn bè, đúng không? Rồi, là dù mục tiêu khó khăn đến cách mấy chăng nữa thì chúng ta nên từng bước chu du ngàn dặm mới đạt được mục tiêu. Con này không đúng lắm nhỉ. Rồi, câu D là gì? Chúng ta cần thời gian ngủ nè, ăn nè, đi chơi với bạn bè nè, và gì, đạt được mục tiêu cho 20% thời gian của ngày là sai nhé bạn. Không phải đạt được mục tiêu cho 20% của ngày nha, mà người ta bảo quy tắc 80-20 là gì? Quy tắc 80-20 là 80% của kết quả thì đến từ 20% của hành động các bạn nha, chứ không phải là đạt được 20% của một thời gian của một ngày là sai nhé bạn. Câu này sai nè. 80% kết quả thì đến từ 20% hành động. Bạn nhìn nè, 80% kết quả chúng ta nhận được thì thường đến từ sao 20% công việc chúng ta làm. Ví dụ 80% doanh số bán hàng thì thường đến từ 20% khách hàng thôi đó ha, 20% khách hàng tiềm năng thôi. Rồi, vậy là câu này sai ha, câu này cũng sai ha, câu A đúng ha. Tức là chúng ta phải đặt ra những cái mục tiêu một cách hợp lý nè, tức là từng mục tiêu nhỏ đi đến một mục tiêu lớn. Cái kỹ năng quản lý thời gian tốt chúng ta thành công ha. Rồi, suy ra được gì từ cái câu cuối cùng của đoạn văn này? Câu cuối cùng là gì các bạn? Câu cuối cùng là bước đi ngàn dặm. Một hành trình ngàn dặm thì thường bắt đầu với một bước tiến nhỏ. Vậy là gì các bạn? Tức là hãy thực hiện những bước tiến lớn. Không đúng, đúng không bạn? Hãy gì? Hãy đi đến giấc mơ của chúng ta. Hãy tiến đến, hãy bắt đầu tiến đến giấc mơ của chúng ta. By little, little by little là dần dần. Cụm từ nhé bạn. Little by little là dần dần. Vậy câu B đúng.
Hãy nghĩ hai lần trước khi đưa ra hành động không đúng nè. Và hãy sao? People get the best ideas. People thường có những cái ý tưởng tốt khi họ du lịch. Cái này không đúng nè. Và từ hack for trong cái tiêu đề ám chỉ điều gì? Thì hack for này chính là lead to, dẫn đến các bạn. Được không? Về sự hỗ trợ bạn sẽ có bài số 2 rồi. Bài này rất hay nha. Bài nói về một cái quy tắc là 80% những thứ chúng ta đạt được trong cuộc sống đến từ 20% hành động của chúng ta. Cho nên chỉ có 20% thôi bạn, rất nhỏ thôi. Hãy thay đổi bản thân mình từng ngày, thay đổi bản thân mình từng phút và thay đổi bản thân mình từng giây. Anh Sơn tin chắc chắn rằng tất cả chúng ta trong tương lai sẽ luôn hạnh phúc và luôn thịnh vượng. Bài văn cuối cùng của mình là bài rất hay các bạn. Bài này là bài hồi Sơn đại học mà Sơn học các bạn. Anh Sơn quyết định bài này rất lâu rồi các bạn, bài này ra lâu rồi. Và anh Sơn quyết định cho em làm bài này bởi vì bài này là bài hồi đó anh Sơn luyện khi anh Sơn học reading ở đại học. Bài này nhớ bạn. Và bài này thì anh Sơn đã từng dạy 3 năm về trước cho một bé lớp 10. Nói chung các bạn là anh Sơn hay dạy bài này lắm, bởi vì bài này rất hay. Những cái bài như vậy anh Sơn thấy rất ý nghĩa và anh Sơn muốn mấy em đọc cho mình hiểu ha. Mình đọc mình không những rèn kỹ năng đọc đâu, mình còn quan trọng là gì? Là mình hiểu được cái thông điệp của cái bài văn đó nữa. Bạn nhìn cho Sơn nha. Tiêu đề rất rõ ràng: Choosing a career, lựa chọn một cái công việc, lựa chọn cái sự nghiệp nha bạn. Cái career chính là một cái sự nghiệp, là cái mình theo đuổi, nó không phải là job nữa mà là cái việc mà mình muốn theo đuổi các bạn. Thì mình nhìn trên sân nè, lựa chọn một công việc, lựa chọn một cái sự nghiệp á, thì có thể là một cái điều khó khăn nhất mà chúng ta phải làm, và nó phải được thực hiện một cách cẩn thận. Hãy xem công việc, hãy xem sự nghiệp như là một cái cơ hội để chúng ta làm những điều chúng ta yêu thích, chứ không chỉ là cách để chúng ta earn a living, kiếm sống. Hãy đầu tư thời gian và công sức để khám phá cái sự lựa chọn của chúng ta. Điều đó có ý nghĩa khác biệt giữa việc là chúng ta gì? Chúng ta tìm kiếm một cái công việc đáng để làm mà có tính kích thích, hay và cái việc là chúng ta chuyển từ công việc mà chúng ta không hài lòng sang cái việc chúng ta tìm một cái công việc khác đúng đắn hơn. Đó. Tức là gì? Tức là đề bài bảo là chúng ta hãy dành thời gian và công sức để chúng ta biết được cái option, cái lựa chọn, đưa ra được những cái lựa chọn đúng đắn cho mấy cuộc sống của chúng ta. Đó. Làm được những điều chúng ta thích, điều đó nó sẽ có ý nghĩa hơn hơn cái gì? Hơn cái việc đó là nè, nó sẽ có ý nghĩa đúng không ạ? Giữa cái sự khác biệt, tức là cái khác biệt của việc chúng ta tìm kiếm một cái sự nghiệp mà đáng để làm, hay là cái việc chúng ta đơn giản là chỉ là nhảy việc thôi. Đó, chúng ta đừng nhảy việc, chúng ta hãy tìm kiếm công việc nào đáng để làm. Và bạn, option, sự lựa chọn. Mọi thứ đến với chúng ta bạn đều là sự lựa chọn. Và mọi kết quả đến với chúng ta đều là sự lựa chọn. Người giàu thì có thể lựa chọn là người tốt hoặc người xấu, đúng không? Và người nghèo thì có thể lựa chọn là người tốt hoặc người xấu. Và trên TikTok lắm em, gần đây thì nó có một cái câu mà anh Sơn rất là nhớ. Anh Sơn xem TikTok khá là nhiều bạn, anh Sơn khá nhớ cái câu này. Cái câu này nó nói thế này nè, nghe khá là vui nha. Là người giàu họ có rất nhiều sự lựa chọn, như họ lựa chọn làm người tốt thì thật sự người đó rất là tốt. Đó, thì thực ra là gì? Mọi thứ các bạn đến với chúng ta đều là sự lựa chọn. Chúng ta muốn thành công hay không thì cũng là đều lựa chọn các bạn. Chúng ta có nắm bắt cơ hội hay không mà đều là lựa chọn của chính chúng ta ha. Mọi thứ trong cuộc sống đều là lựa chọn. Vậy lựa chọn như thế nào là ở chúng ta. Và các bạn biết không, anh Sơn có một cái suy nghĩ này nè, là anh không bao giờ hối hận với những điều mà anh đã lựa chọn, cho dù điều đó có sai cách mấy hay chăng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tại cái thời điểm mà anh đưa ra cái lựa chọn đó thì anh đã nghĩ rằng là cái điều đó là điều phù hợp nhất với anh tại thời điểm đó rồi. Cho nên sau này lựa chọn nó có sai thì anh Sơn sẽ khắc phục hoặc là lựa chọn một điều mới, đúng không ạ? Chứ anh Sơn không bao giờ hối hận với những quyết định của mình trong cuộc sống mấy bạn. Không bao giờ hối hận. Dù quyết định nó đúng hay quyết định nó có sai cách mấy chăng nữa thì cũng không bao giờ hối hận. Bởi vì mọi thứ đến với chúng ta đều là lựa chọn của chính chúng ta. Nhớ như vậy. Chúng ta phải làm chủ được cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc tự thân. Hạnh phúc không nằm ở người khác. Hạnh phúc không gửi gắm ở những người khác nha. Hạnh phúc gửi gắm ở những người khác chúng ta chỉ là một cái cây tầm gửi mà thôi. Hạnh phúc phải tự thân. Được chưa? Rồi, tiếp tục nha. Công việc nè thì cũng ảnh hưởng gần như tất cả các khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Từ cái việc lựa chọn bạn bè đến cái nơi chúng ta sinh sống, và đây chính là một vài những cái nhân tố chúng ta nên cân nhắc. Rồi, vừa đọc xong đoạn ban đầu anh Sơn làm cái câu này đi các bạn, là mục đích của tác giả trong bài đọc này là gì?
khuyến khích người trẻ thay công việc thay vì tìm khi bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy là có cái công việc đó cảm thấy làm chúng ta không hài lòng, không đúng, không phải là thay đổi công việc đúng không? Chỉ ra rằng khi mà lựa chọn một cái công việc đó thì người trẻ đó, cái điều ưu tiên đầu tiên đó thì chính là cái đặc tính của công việc. Có này để lát có đúng không nha. Khuyên người trẻ thì nên cẩn thận khi chúng ta lựa chọn cái công việc và đưa ra những cái ví dụ cụ thể cũng như là những cái lời giải thích. Và có đây là gì? Chỉ ra rằng cái đặc điểm, cái đặc tính của công việc đó thì nên được xếp hạng theo cái mức độ quan trọng đối với người trẻ khi chúng ta lựa chọn một cái sự nghiệp. Thì câu mà để lát cuối cùng mình làm nha em. Mình uống miếng nước nha mấy đứa. Đợi anh xin. Quyết định cái điều quan trọng nhất, quyết định cái điều mà ảnh hưởng nhất đối với chúng ta đó thì cũng là một điều quan trọng để chúng ta đưa ra một cái quyết định đúng đắn nha. Quyết định những cái nhân tố mà nó quan trọng với chúng ta thì cũng là một cái điều cần thiết để chúng ta đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc là chúng ta xem là chúng ta thích cái gì, đúng không ạ? Tính toán các bạn, xét là tính toán cái sự yêu thích của chúng ta, cái chúng ta không thích, cái điểm mạnh và cái điểm yếu, đúng không ạ? Hãy suy nghĩ về lớp học của mình, sở thích của mình, môi trường xung quanh mình, và hãy xem coi là cái nào mà nó hấp dẫn nhất, nó làm cho mình cảm thấy là hứng thú nhất. Hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi là gì? Là liệu rằng chúng mình có muốn đi du lịch hay không? Hay là chúng mình có muốn làm việc với những đứa trẻ hay không? Hay chúng mình phù hợp làm việc nhóm hay là phù hợp làm việc một mình? Và cái từ này gọi là một mình nhé bạn, một mình. Vì một mình tức là done alone, thực hiện một mình nhé. Solitary có nghĩa là thực hiện một mình, làm gì đó một mình. Rồi. Không có câu đó, không có đáp án đúng, cũng chẳng có đáp án sai, đúng không ạ? Chỉ chúng ta biết cái điều gì là quan trọng với chính chúng ta mà thôi. Hãy xác định những cái đặc điểm công việc mà chúng ta mong muốn đó, cái mà chúng ta ưu tiên và cái mà chúng ta không thể chấp nhận được. Sau đó hãy sắp xếp chúng theo cái sự quan trọng của chúng đối với chúng ta. Cái đặc điểm của công việc, xác định chính là đặc điểm, đặc tính nha các bạn. Đặc điểm của công việc cũng là một cái nhân tố mà chúng ta còn take into account, là cân nhắc nha mấy đứa. Chúng ta đó thì có thể muốn, có thể không muốn ngồi ở bàn làm việc cả ngày, đúng không ạ? Mày có thể không muốn làm, mày có thể không muốn ngồi ở bàn làm việc cả ngày. Nếu như không á, thì có rất là nhiều những công việc đa dạng khác. Ví dụ là làm thanh tra xây dựng nè, làm giám sát nè, hay là làm ở cơ quan bất động sản, đúng không? Những cái công việc đó thì nó có nhiều thời gian chúng ta không có ở trong văn phòng hơn. Vị trí địa lý còn là một cái mối mà chúng ta cũng là một điều chúng ta cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và cái gì? Và cái công việc trong cái lĩnh vực chúng ta mong muốn làm á, thì nó tập trung ở một vài cái khu vực. Lấy ví dụ như là cái công việc quảng cáo thì chỉ có thể được tìm thấy ở những thành phố lớn mà thôi, đúng không ạ? Mặt khác, nhiều ngành nghề khác như là gì? Bệnh viện, luật, giáo dục, đúng không? Bán lẻ thì lại được tìm thấy ở tất cả khu vực trong cả nước. Và nếu như mức lương á, là quan trọng với chúng ta thì cũng đừng phán xét một công việc chỉ bằng lương khởi điểm của nó. Mà nhiều công việc như là bán bảo hiểm chẳng hạn thì ban đầu mang lại chúng ta một cái thu nhập tương đối thấp ở lương khởi điểm. Tuy nhiên cái mức lương của chúng ta sẽ ngày càng tăng đi cùng với kinh nghiệm của chúng ta, cùng với kiến thức đào tạo chuyên môn của chúng ta, cùng với sự thăng chức và cùng với hoa hồng của chúng ta, đúng không ạ? Và cuối cùng là đừng có loại bỏ bất cứ những cái khả năng đừng có loại bỏ bất cứ một cái công việc nào mà chúng ta chưa biết về nó. Một vài ngành, một vài những cái công việc đó, một vài những cái ngành nghề đó thì nó sẽ evoke, gợi lên cái mối quan hệ giữa tích cực hoặc tiêu cực. Cuộc sống chu du của một tiếp viên hàng không dường như rất là hào nhoáng, nhưng mà cái điều đó của một thợ sửa ống nước thì lại không. Và cái điều đó là cái gì các bạn? Cái điều đó chính là cái cuộc sống chu du, đúng không ạ? The traveling life. Vậy Sơn làm đến câu số 4 rồi các bạn. Là từ that cho bằng thứ tư ám chỉ là điều gì? Chính là the traveling life, đúng chưa? Rồi. Tiếp nha. Hãy nhớ rằng nhiều công việc đó nó hãy nhớ rằng nhiều công việc ban đầu nó không giống mà chúng ta tưởng tượng đâu. Mà nó thì sẽ có những cái được, merit là bất lợi, demerit là merit là advantage, lợi ích nha. Còn
demerit, tức là disadvantage các bạn. Thì mình dịch chính hay là chúng ta có thể có được những cái, tức là thế này, hãy nhớ rằng nhiều công việc thì ban đầu nó không giống chúng ta nghĩ đâu, nó có thể có những cái được và hoặc là những cái mất mà nó dường như là không có rõ ràng. Lấy ví dụ như là một tiếp viên hàng không thì phải làm sao, mặc dù nha chúng ta có thể nhìn thấy được cái cuộc sống nè, mặc dù chúng ta nhìn thấy cuộc sống chu du của một tiếp viên hàng không thì rất là hào nhoáng đúng không ạ, tuy nhiên một tiếp viên hàng không thì phải làm việc liên tục nè đó, mà sao mà không ngủ. Trong khi đó cái người thợ sửa ống nước thì có thể được trả lương cao như một bác sĩ. Một cái điểm cần phải cân nhắc ở đó chính là gì, là khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta sẽ phát triển được nhiều những cái kỹ năng và sở thích mới mà gì, mà định hướng ra cái con đường cho những cái cơ hội mới. Cho nên cái quyết định của chúng ta vào ngày hôm nay thì không nhất thiết phải là cái quyết định cuối cùng đó. Các bạn nhìn sơ cái từ grueling chính là gì, tức là những nhiều tiếng làm việc gọi là cực nhọc các bạn. Để cái từ grueling sẽ bằng từ punishing nhé bạn, bằng nhau bằng tính từ punishing, có nghĩa là very difficult and need a lot effort, rất khó khăn và cần nhiều sự nỗ lực. Very difficult, một cái công việc mà nó rất là khó khăn và nó cần needing a lot of effort, nó cần rất nhiều cái sự cố gắng nỗ lực đó. Rồi bên Sơn dịch xong, giờ mình làm nha. Vậy câu 1 là gì, mục tiêu của tác giả trong đoạn văn là gì, mục đích tác giả đoạn văn là gì, thì mục đích tác giả là chỉ ra rằng khi lựa chọn công việc thì người trẻ nên ưu tiên cân nhắc về đặc tính công việc đúng không, không đúng các bạn. Mà mục đích của tác giả là gì, là khuyên người trẻ đó hãy cẩn thận khi mà lựa chọn một công việc và phải đưa ra được những và gì, và bài đọc này là đưa ra được những cái example, ví dụ nè, và những cái giải thích nè. Câu C đúng rồi đúng không, các bạn thấy là ở đoạn văn này nó đưa ra ví dụ à, đoạn văn này đưa ra ví dụ à, đoạn văn này không đưa ra ví dụ. Lấy ví dụ là gì, fly lấy ví dụ là flight attendant, tiếp viên hàng không, flight attendant đúng không ạ. Hoặc lấy ví dụ là insurance sales, bán bất động sản, quên lộn, bán gì, bán bảo hiểm đúng không. Đó, đưa ra ví dụ nha mấy em. Rồi theo đoạn văn số 3, lĩnh vực nào thì có thể phù hợp cho những cái người họ muốn sống trong thành phố lớn các bạn, lĩnh vực nào phù hợp, bạn nhìn trên sơn nè. Đây, vị trí địa lý là một điều mà chúng ta nên cân nhắc, và những cái công việc trong một vài lĩnh vực có thể thường tập trung ở một vài khu vực thôi. Lấy ví dụ như là gì, công việc quảng cáo thì chỉ có thể được tìm thấy trong những thành phố lớn. Vậy công việc nào mà phù hợp với những người thích sống trong thành phố lớn các bạn, chính là công việc quảng cáo, như advertising, được chưa. Rồi theo đáp án số 3, câu nào sau này là đúng nhỉ, à đáp án số 3 nhỉ, công việc về bán bảo hiểm thì nhìn chung không mà trả lương cao, không đúng. Suy ra được gì á, những cái người bán bảo hiểm thì có thể kiếm lương cao hơn sau đó ở trong sự nghiệp của họ. Cái công việc này thì bao những cái công việc mà cần nhiều thời gian ở bên ngoài văn phòng á, như là thanh tra thì không sẵn có thì không đúng nha. Và lương khởi điểm thì nên được cân nhắc cẩn thận khi lựa chọn công việc, không đúng nha, đúng không. Mà sao bạn, câu B ha, là một cái người bán bảo hiểm á, thì có thể có được lương cao hơn ở cái thời gian sau đó trong sự nghiệp của mình. Các bạn nhìn nè, suy luận nè, bán bảo hiểm thường nha lương khởi điểm thì thấp đúng không ạ, tuy nhiên mức lương sẽ tăng lên cùng với kinh nghiệm nè, kiến thức nè, thăng chức nè và hoa hồng, đúng chưa. Rồi đoạn số 7, theo đoạn văn số 4, tác giả suggest đề xuất cái gì, đoạn văn số 4 à. Chúng ta có thể thay đổi công việc tại một thời điểm mà nó trong tương lai, khi chúng ta già đi thì cái sự nghiệp của chúng ta dường như ít hấp dẫn hơn, ít làm chúng ta hài lòng hơn. Nếu chúng ta sẽ có công việc trong một khoảng thời gian dài, tức là chúng ta sẽ đồng hành cùng với công việc chúng ta trong khoảng thời gian dài, vì thế là lựa chọn cẩn thận. Và câu D là gì, chúng ta sẽ thất nghiệp tạo thể ở trong tương lai. Các bạn nhìn trên sơn nha. Đây, một điểm cần cân nhắc đó chính là khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có những sở thích mới và những kỹ năng mới, thì điều đó sẽ vẽ ra, sẽ hướng ra những cái con đường mới, những cái cơ hội mới đúng không ạ. Vì thế lựa chọn của ngày hôm nay thì không hẳn là lựa chọn cuối cùng của chúng mình. Tức là gì các bạn, lựa chọn của ngày hôm nay không hẳn là lựa chọn cuối cùng, tức là chúng ta có thể thay đổi sự nghiệp của chúng ta tại một thời điểm đó trong tương lai. Đúng không ạ. Khi chúng ta già đi thì công việc chúng ta ít làm chúng ta hài lòng hơn, câu này không đúng, đúng chưa. Rồi, hai câu sau cũng không đúng luôn.
Và câu cuối cùng của mình là theo đoạn văn này con sẽ nói đúng, chúng ta nên, à chúng ta không nên nhận một công việc với mức lương khởi điểm thấp này, không đúng, là báo bảo hiểm sao nó thấp được đúng không? À, nè, chúng ta có thể làm báo bảo hiểm đúng không? Sai không? Thế lại công việc mà chúng ta lựa chọn thì không ảnh hưởng đến những khía cạnh cuộc sống, con này sai nhé bạn. Đây. Nè. Work, công việc thì ảnh hưởng đến gần như tất cả khía cạnh trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ lựa chọn bạn bè cho đến nơi chúng ta ở, không đúng được các bạn. Lựa chọn một sự nghiệp thì phải được thực hiện một cách tự động, không đúng, thực hiện cẩn thận chứ, mà sao nhỉ? Cái chữ of nha mấy đứa, chữ of. Cái quan điểm ban đầu của chúng ta đó về một vài công việc thì có vẻ là không chính xác đâu. Câu D nữa các bạn. Nằm ở đâu các bạn? Nhìn nè, thông tin nằm ở đây nha. Đây. Là gì? Đây đây. Hãy nhớ rằng nhiều công việc đó ban đầu nó không giống mà chúng ta tưởng tượng đâu, mà sao nó có những cái được và cái mất mà khó nhìn thấy hơn. À, vậy mình chọn Sơn là câu D. Vincent đã hỗ trợ bạn sửa xong 3 bài đọc của ngày hôm nay rồi. Hôm nay mình học nhanh, mình nghỉ sớm đúng không ạ? Vì hôm nay là giao thừa. Và để mang lại cho các em những cái lời chúc nè, những cái lời động viên mà làm các em gọi là cảm động thì anh Sơn có thể đúng không? Mấy bạn, những cái buổi trước của mình có những cái lời nói rất cảm động đúng không? Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Những cái điều mà anh Sơn mong muốn là anh đạt được trong năm tiếp theo, cũng như là mong muốn rằng các em đạt được trong năm tiếp theo á, chỉ đơn giản là như thế này. Anh Sơn mong muốn rằng cả anh và các em thì đều đạt được sức khỏe, sự thành công và hạnh phúc, cũng như là sự viên mãn trong năm tiếp theo. Anh Sơn chỉ mong muốn 4 điều đó thôi cho cả anh và các em. Sức khỏe nha, bởi vì một người sẽ không hạnh phúc khi không có sức khỏe tốt. Thành công nhé, tiền cũng là một nhân tố của hạnh phúc. Và tất nhiên là hạnh phúc rồi đúng không ạ? Mình phải có một người yêu thương mình. Và cuối cùng là sự viên mãn. Thì đó là 4 điều mà anh Sơn mong muốn rằng cả anh và các em sẽ đạt được trong năm mới. Và chúng mình hãy cùng nhau thực hiện 20% những công việc hàng ngày để đạt được 80% những giá trị trong cuộc sống của chúng mình nhé. Bye bye, xin chào mấy em và chúc các em một năm mới thật sự là vui vẻ và hạnh phúc. Happy New Year!